Xin chào các bác các anh chị Chúc các bác các anh chị một ngày mới tràn đầy niềm vui Mời các anh chị và các bạn trở lại cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn Ngày 27 tháng 4 năm 2022 các bác các anh chị nhé Và lịch âm nó là 27 tháng 3, tóm lại là cuối tháng rồi Năm nay vải rất là muộn các bác ạ Bình thường như mọi năm tầm này là vải tầm cuối tháng 4 âm Tức là khoảng hơn một tháng nữa là, 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 là vải u hồng rồi các loại vải là nó sẽ chín đúng không nhỉ và đầu tháng 5 là có vải ngọt này là chín này nhưng năm nay thì cuối tháng tư tức là còn khoảng một tháng nữa khoảng 30 ngày nữa và quả nó vẫn thế này các bác ạ đây quả nó vẫn thế này đây. đây vải ngọt nhé nhưng ở trong clip này thì em cập nhật cho các bác tình hình vải u hồng tại chỗ nhà em nhé uh, u hồng thì ở trong miền nam trong tây nguyên bây giờ là đã thu hoạch đã được khoảng tầm 10 ngày đến nửa tháng rồi Đấy. Tuy nhiên là ở ngoài Bắc của em thì như thế nào thì mời các bác xem clip đây nhé Ở trong miền Nam thì đang thu hoạch những cái giá thì khoảng tầm 5-60 nghìn một cân các bác ạ Quả u hồng ngoài chỗ nhà em mới nhìn này Có một số vườn một số nơi khác thì khả năng nó to hơn rồi Nhưng mà chỗ nhà em đây cảm giác chỗ này là quả là còn to rồi đấy quả của nó đây Cái này nó vào cùi rồi các bạn Đây nhé, những quả nó dụng này Đây là quả dụng này Em thử bóc thử ra để cho các bác biết nó vào cùi nhé Đây, những chùm của nó này Thì hôm nay có một bác ở trong Cũng um, ra live hỏi là cái vải u trứng và u hồng Thì loại nào hơn đúng không nhỉ <laughs> Thì nói chung là mỗi thằng một loại đặc điểm đây bắt nó, nó bắt đầu đóng cùi này Và quả này nó vừa đóng cùi vừa lớn này Vừa chín này, tối mại là Tầm khoảng tầm nửa tháng nữa thì nó sẽ trắng quả nhé tầm khoảng nửa tháng 15 ngày này. nó rất là sai này. đẹp không các bác và u hồng thì nó rất là nặng này, tầm này tầm này này nó còn dụng nữa các bác nó còn dùng nữa nhé nhưng mà như thế này là nó rất là sai rồi các bạn cảnh nó rất sai quả rất là ok chứ phải không các bác Đấy, như những chùm này là được này còn như cái, cái những chùm bên kia thì nó hơi sơ này quả nó thưa này Đấy, còn như những chùm này là rất ok này mỗi chùm nó được hàng gần một cân quả luôn chứ không ít đâu và chuẩn bị đóng cùi nhé hạt nó rất là to này hạt nó to bằng ngón tay rồi đấy chuẩn bị đen hạt rồi đây. Đây. Đây, quả u hồng này so với cả quả vải thiều chính vụ nhé và quả vải thanh hà nhé thì nó uh, phải gấp mấy lần luôn các bác ạ. đây là vải thiều chính vụ loại này là loại bên xin zin bé bé này khả năng nó còn muốn dụng này các bác này phải theo chính vụ đây các bạn, Nhìn thấy không Quá nhỏ không ạ Những quả này thì nó rụng hết này Ê, Như các bác nói rụng hết Những cái chùm này nó sẽ rụng hết Còn lại quả này xanh xanh Thì may ra thì đỗ Nhưng nó còn bé tí này Còn u hồng này Ê, Quả này u hồng này, đây, quả, này, u hồng này. Đây, quả này cũng rụng này Đó Cuộn nó rất là nhiều Đây thường thường là u hồng nó Nó lại cuộn hoa nó dài này các bác này Hoa nó dài khoảng tầm 50cm chứ không ít đâu Để 50cm đây như, đây cái cuộn hoa của nó đây đấy cuộn hoa của nó đây. và gần như là nó thưa quả còn như cái chùm đặt sai như cái quả bên chùm bên vừa rồi là là ok đấy, còn táo đây lên cái lên mậm lên nhánh đã tốt rồi các bác cực tốt luôn rồi đấy, đây những cái cảnh hũ hồng nó không có quả này nó không có quả này dài lắm. nói chung là hoa u hồng nó dài 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 còn nó khỏe hoa và thường thường là nó sẽ thưa quả được cái là đặc điểm của nó là là chín sớm này nặng quả này và chín sớm này và cái mã của nó rất là đẹp nhé mã u hồng của nó và nó ít bệnh các bạn ít bệnh loại này ít bệnh này. dễ làm nói chung là như vậy nó không kệ, nó chín sớm như ở quê vải chúng em đây thì là nó sẽ chín sớm đầu tiên nhé từ là u dây u trứng u tháng ba nhỉ sau đó có đến nó không nhỉ nên là cái giá của nó cũng tương đối là ổn định nhé các bác nhé Đấy, này. ăn thì nó nó cái độ nó giòn giòn nó không ngọt sắc đúng không nhỉ nó giòn giòn thơm thơm giòn giòn tóm lại như vậy Thế nên là mỗi loại vải có một cái đặc điểm riêng về thời vụ chín này cái uh, vị của nó này đó, thì ông u hồng này cũng là cũng như vậy và bây giờ thì bà con cũng rất là chuộng trồng cái loại này các bác nhé rất chuộng trồng cái loại này thì cái anh của ở gia lai hôm nay cũng điện cho em vào gửi vào một bác ở gia nghĩa một bác ở crong tắc một bác ở tắc lắc nhỉ đấy. thì hỏi là có u trứng trắng không còn một bác thì bảo là ở ấy thì cái nước tiện xe thì gửi vào thực ra là một chuyến xe mà thì rất là lâu nhưng các bác lấy thì cũng có thể gửi cho, cho các bác hết nhé cành u hồng bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều này đây, đây. đây các bác nào trồng u hồng thanh hà nhé bây giờ cây cũng đang rất là tốt trồng đây, cành này và quả của nó rụng xuống này các bác này rụng xuống một lợ, lợn lượt này nhiều không đây. Yeah, so đây là những quả đây là quả thanh hà này các bác này hay là quả lai tàu tàu phấn này đấy thì so với nó quả thanh hà nhỏ hơn này nó thấy chưa quả này thì cảm giác gai lúc còn nhỏ gai của nó sần sùi không rất là gai nhiều nhỉ thứ hai nữa là như ở trong tây nguyên đến thời điểm này nếu các bác xem được video này các bác cùng cập nhật cái giá vải chính xác cho em nhé để bà con ở Lục Ngạn cũng biết xem cái giá vải đến thời điểm này đến hôm nay nhé thì cụ thể là bà con bán được bao nhiêu nhé còn thấy nói là cũng giá rất là cao năm 60 000 một cân là rất là ok đấy phải không các bác và cũng có mua hàng và xuất khẩu qua Trung Quốc đấy thế và cũng hy vọng rằng à, từ giờ đến vụ vải nhỉ cửa cầu cửa khẩu Trung Quốc thông thương bởi vì nói thật với các bác là cái sản phẩm quả vải Lục Ngạn này, này xuất sang Trung Quốc thì rất là được giá và nó là cái thị trường tiêu thụ rất là mạnh. Nếu mà Trung Quốc mà người ta không tiêu thụ thì bà con sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là cũng chỉ mong là vải tiêu thụ thuận lợi thôi. Đó là thị trường lớn nhất là Trung Quốc thôi. Đó. trong khơi đó là cả U Hồng này cũng ấy nhé. Cũng xuất sang rất là nhiều nhé. Đây các bác này, các loại vải thì đến thời điểm này đục cuống đục quả nó phát triển à, tức là nó hoành hành rất là nhiều nhé. Đây, quả đục đục quả đây. Đó, sâu đục ngang quả hoặc đục cuống nhé thì đương nhiên là vải ngọt này vải thiều chính vụ này, vải u hồng này đều phải phun hết các bác ạ. Phun uh, trị đặc trị trục đặc trị đục cuống này, đấy trên đây này, em đục ra cho bác xem này. Nó gây uh, dụng quả rất là nhiều, ôi nó rơi rồi. Đây, nó đục cuống này. Đó, đây. Đó. Nên là bắt buộc các bác phải dùng nhé, không dùng là thiệt hại đấy. Đấy thì hôm nay cập nhật cho các bác tình hình vải u hồng nhé đã vào đóng cùi quả rất là to không nhỉ và dụng thì tương đối là nhiều còn tầm khoảng tầm nửa tháng 20 ngày nữa thôi thì loại này nó sẽ bắt đầu trắng quả bắt đầu vào chín nhé tầm cuối tầm một tháng nữa là loại này đã chín bán được rồi đấy thì các bác ở các nơi như ở Tây Nguyên thì đã chín cũng nhỉ nó là mùa vụ sớm hơn nhưng mà ở nhiều nơi khác em thấy cũng quả to hơn nhé ở các xã khác là quả cũng cảm giác to hơn đấy đây thì các bác cùng cập nhật xem nhé. cô đi đâu đấy? đang đánh bóng, đang đánh bóng à bà. thì xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Để khi xem video các anh chị thấy thú vị bổ ích và ý nghĩa thì các bác cũng không quên chia sẻ đến mọi người cùng xem để cập nhật cái tình hình vụ vải thiều 2022 và cũng không quên đăng ký kênh nhấn một like để đăng ký xem những cái video mới nhất Đấy, em cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị các bạn Đấy, nhìn nó phải đây phải thiếu chính vụ này so với em so lại các bác nhìn này đây là quả vải u hồng này đó để đến thời điểm này nó như thế này mà. cách nhau xa không ạ rất là xa không nhỉ nó lớn rất, rất là khác nhau đó. thì các anh chị có thể comment nhận định và chia sẻ những cái những kinh nghiệm của mình nhé và comment tình hình vải nhà mình ở vườn ra sao nhé để các bác xem video cùng giao lưu học hỏi và cùng uh, nắm bắt tình hình thời vụ các anh chị các bạn nhé em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo xin chân thành và hẹn gặp lại